kính chào quý vị và bà con, rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay sẽ liên quan đến chủ đề về dòng sản phẩm máy đóng gạch không nung. Có một vị khách hàng đã đưa ra câu hỏi cho công ty, đó chính là công ty chỉ có một loại máy gạch duy nhất thôi à? Và câu trả lời sẽ được Ngọc Nga giải đáp cho quý vị ngay bây giờ. Xin mời hãy cùng đón chờ xem. Và như quý vị thấy thì ở bên cạnh của Nga đây, đó chính là một chiếc máy đóng gạch không nung được đặt làm theo yêu cầu của khách hàng. Ở đây chính là khuân 8 viên không chỉ. Và giá của dòng sản phẩm này hiện tại khi mà đang phát video này đang có mức giá là 40 triệu đồng. Và phía bên này là chiếc máy đóng gạch không nung khuân 12 viên theo yêu cầu của khách hàng, hiện đang có mức giá là 44 triệu đồng. Ngoài ra, để hỗ trợ quý vị trong công đoạn sản xuất máy đóng gạch không nung, phía bên công ty Bình Minh còn có các sản phẩm phụ trợ. Ví dụ như dòng sản phẩm máy trộn hiện đang có mức giá là 42 triệu đồng, bao gồm chọn bộ động cơ 11kW 3 pha. Tiếp theo, ở phía bên này đó chính là bộ tời mạt với giá hiện tại đang là 9 triệu đồng, bao gồm lắp chọn bộ động cơ và motor giảm tốc. Ngoài ra, bên công ty còn có sản phẩm xe lấy gạch hiện đang có mức giá là 1 triệu 400 nghìn đồng. Và vì đây là dòng sản phẩm không có sẵn, chúng tôi chỉ sản xuất khi có đơn đặt hàng của quý vị khách hàng. Thế nên là rất mong quý vị hãy bớt chút thời gian để có thể cho chúng tôi thời gian sản xuất cũng như là test thử kiểm tra kỹ thuật dòng sản phẩm này trước khi bàn giao cho quý vị. Để có thể lên được đơn đặt hàng các dòng sản phẩm máy đóng gạch không nung, khi quý vị liên hệ với nhân viên bán hàng, đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ xin thông số khuân gạch mà quý vị mong muốn. Ví dụ như là kích thước viên gạch, chiều dài, cao, rộng, hay như là quý vị cần khuân bao nhiêu viên, khuân 4 viên, 5 viên hay là 6 viên, gạch có chỉ hay là không chỉ. Quý vị chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân viên bán hàng, đội ngũ nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ thông báo chính xác giá mà dòng sản phẩm quý vị đang đặt mua. Và thời gian sản xuất các dòng sản phẩm máy đóng gạch không nung tại xưởng sản xuất của công ty Bình Minh sẽ kéo dài trong vòng từ 7 đến 12 ngày tùy từng loại. Và sau khi chế tạo xong, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để quý vị có thể trực tiếp đến xưởng sản xuất của chúng tôi theo dõi quá trình chạy thử kiểm tra kỹ thuật dòng sản phẩm này. Hoặc nếu quý vị ở xa không có điều kiện trực tiếp đến xưởng sản xuất, chúng tôi sẽ quay lại quá trình chạy thử kiểm tra kỹ thuật dòng sản phẩm này gửi tới quý vị. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá chính xác của từng khuân gạch, quý vị có thể liên hệ với số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Và nếu quý vị còn muốn chúng tôi giải đáp những vấn đề gì về các dòng sản phẩm máy đóng gạch, quý vị có thể để lại bình luận của mình ở phía dưới video clip này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại với quý vị trong một video sớm nhất có thể. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.